Dạ, Linh xin kính chào quý ông bà cô chú, các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thuật ngữ Cà Mau. Hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2022. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại thị trấn Cái Nước. Bữa nay thì Linh cùng chú Minh Tiến, chú Ba Hoàng ghé qua thăm lại trường hợp bé Nhật Anh, ông bà cô chú, các bạn. Tại vì cũng có ghé thăm bé 2 lần rồi, nhưng mà hoàn cảnh của bé bệnh thì càng ngày càng nặng. Rồi đi điều trị thì kinh phí tốn rất là nhiều, bé thì gặp khó khăn trong vấn đề kinh tế. Nên là hôm nay Linh cùng chú Minh Tiến, chú Ba Hoàng ghé qua thăm trường hợp của bé. Bây giờ thì xin mời ông bà cô chú, các bạn cùng Linh, chú Minh Tiến, chú Ba Hoàng mình vào trong mình tìm hiểu lại cái hoàn cảnh của bé Nhật Anh ha, ông bà cô chú các bạn. Dạ, hoàn cảnh gia đình này thì không có đất đai, không có nhà cửa gì hết, hiện tại là đang sống ở trọ ông bà cô chú các bạn. Rồi lần trước đi tái khám bé về thì thấy làm sao rồi chị? Nó chưa có ổn nên chị, sức khỏe chưa được ổn. Dạ. Bây giờ 23 tới này phải nhập viện bên ông bố để kiểm tra lại nữa. Dạ. Rồi bữa giờ lúc mà từ cái lúc mà lần cuối em tới thăm tới nay á, thì mình đi tái khám được mấy lần rồi chị? Đi được 8 lần. Dạ, 8 lần luôn á hả? Dạ. Bên Nhi Đồng với bên ông bố là đi 8 lần. Dạ, vậy cái chi phí đi lại thì tốn nhiều không chị? Dạ, rất nhiều rồi chị. Dạ. Dạ, và bữa giờ em nghe chú Minh Tiến, chú Ba Hoàng cũng nói về hoàn cảnh là bây giờ là gia đình mình rất là khó khăn mà không có tiền để lần tới đi khám đúng không chị? Dạ, dạ. Dạ. Rồi mình đi khám thì mình thấy sức khỏe của bé nó sao? Không được tốt cho nên bác sĩ kêu nhập viện. Dạ. Rồi bác sĩ có nói chuyến này lên là nhập viện để... Để em ra lại với các bạn mà xét nghiệm lại. Tại vì hiện giờ nó có cái đột biến tim của nó đó. Dạ. Bác sĩ cho làm đột biến tim lại. Dạ, là giờ thận rồi cho chuyển qua tới đột biến tim nữa. Nó bị biến chứng hay sao dạ. Chị? Nó bây giờ nó đột biến qua bên đó. Dạ. Dạ. Rồi bữa nay bé không có đi học hả chị? Dạ, đi học mấy giờ? Dạ, là học một buổi, một học buổi sáng. Dạ, có thứ năm, thứ sáu mới hai buổi. Dạ. Dạ. Rồi con đi học gì con thấy khỏe hay mệt? Dạ, con ở trường thì thầy cô cũng vô lao động nhiều nên cũng khỏe. Dạ, thầy cô thì, dạ. Thầy cô đưa về. Dạ. Còn khỏe đi học. Dạ. Thì thầy cô cũng biết bệnh dạ, nên là cũng quan tâm bé. Dạ. Rồi giờ lần tới này là mình tính khi nào mình đi tái khám lại chị? Dạ, chiều 22 em đi. Dạ. 22, sáng 23 nhập viện. Dạ. Dạ. Là bữa nay là cũng còn 10 ngày nữa. Bữa nay, dạ. Dạ. Rồi mình đi rồi mình nhập viện vậy đó. Rồi lên chảnh tái khám mấy lần người ta có cho thuốc uống không chị? Dạ có. Dạ. Dạ. Về phía hoàn cảnh của bé Nhật Anh thì chú Minh Tiến có nói với con rồi đó. Nói chung là rất khổ. Tại vì con biết đó, cái lượng tiền đi lên đi xuống, rồi kể cả có một số cái loại xét nghiệm là bảo hiểm nó không có trả mà mình phải chịu. Đặc biệt đó thì theo được biết đó là còn phải tiếp tục điều trị đó, một số cái bệnh khác nữa. Cho nên vì vậy mà gia đình thì không có tiền. Cho nên chú Minh Tiến mới nói với con cũng như là muốn gửi cái gắm cái lời này đến với các mạnh thường quân với quý khán giả của trang Thuật ngữ Cà Mau, như thấy thương xót hoàn cảnh của bé Nhật Anh thì hãy quan hỷ phát tâm để cố gắng giúp để bé được điều trị đúng theo phác đồ. Tại vì nói thật đó là có bé Nhật Anh lên mình không có nói, nhưng mà thực ra đó thì chắc chắn là phải xạ trị. Tại vì hai trái thận nó mổ hết rồi mà lại là nó là cái dạng nằm ở dạng là ác tính nữa, cho nên rất là nguy hiểm. Mà nói thật đó, gia đình vợ chồng của Linh bây giờ là không còn chỗ nào để vay mượn được hết. Nói chung nợ nần thì tùm lum, tài sản không có gì hết, chỉ sống căn nhà trọ như thế này. Chồng phải chạy đi làm giá nón, người chạy xe ôm, phục vụ cho cái sống hàng ngày như thế này không đủ nữa. Thì tiền ở đâu mà chữa trị. Cho nên vì vậy mà chú Minh Tiến muốn thông qua cái kênh này
gửi gắm với khán giả của Trang, làm như thế nào nếu như là quý vị mà thấy thương cái hoàn cảnh khó khăn này thì hãy quan hệ phát tâm để cố gắng tiếp tục giúp cho bé, để bé có đủ điều kiện để trị đúng theo phác đồ, thì như vậy thì chắc chắn là sức khỏe nó sẽ được tốt hơn. Chứ nếu như không khéo mà cái này mà chị gian dở giữa chừng thì càng khổ hơn. Nó mục tiêu của chú Minh Tiến lần này thì vậy. Nói thật mình cũng ngại, tại vì vận động 2-3 lần rồi. Nó cũng biết, vì dạng chia sẻ mà. Cho nên kêu gọi hoài thì thấy nó cũng khổ lắm. Sợ đôi khi bà con không hiểu, rồi cho rằng cái này cái khác. Nhưng mà thật ra hoàn cảnh nó khổ như vậy đó. Mà chú Minh Tiến là người địa phương thì chú Minh Tiến hiểu rõ cái hoàn cảnh này, cho nên muốn chỗ con cũng nên lên tiếng để rồi nhờ các mạnh thường quân trong và ngoài nước người ta quan hệ phát tâm để giúp đỡ cho bé, để bé có điều kiện tự động. Hiện giờ nó nói tuổi nhi và nó sang tuổi người lớn là giờ là không có được chế độ gì hết. Dạ, đầu quá là năm nay là bé bao nhiêu tuổi chị? Dạ, 15. Dạ, hồi trước là mình còn được hỗ trợ chuyện là bảo hiểm chứ không? Được 20%. Dạ. Bây giờ là không được gì hết, bây giờ là làm bên cái tuổi em mới dẫn biết làm căn cước á, để đi lên chẩn mặt viện vô đó là để điều trị đó. Chứ giờ không còn tuổi nhi được nữa, hết tuổi nhi bên nhi đồng, hết tuổi nhi bên ông bố luôn. Dạ. Bây giờ làm căn cước rồi lại để nhập lên khoa người lớn. Dạ. Chứ giờ không còn tuổi nhi được nữa. Tại vì cái dạng bệnh này có một số loại là bảo hiểm là không có chi. Dạ. Mình thôi. Mình nói thôi. Vậy là bây giờ là cũng không có được hỗ trợ về hồi lúc mà còn năm trước thì cũng vẫn còn được 20. Dạ. Bây giờ là bây giờ là hết luôn. Dạ. Bây giờ hết thì bị gì thì nó tới tuổi lớn này và phải chuyển lên khoa người lớn. Dạ. Vậy lên đợt này phải làm hồ sơ lại hết, chuyển lên khoa người lớn. Dạ. Chứ giờ bên đây cũng được, em mới làm căn cước cho nó xong. Dạ. Dạ. Lần nay bé không có căn cước luôn. Dạ. Có căn cước. Rồi chị ở đây lần tháng mình ở trọ mình thuê nghe chị? Dạ, em ở 1 triệu điện nước, nó có khoảng 300. Dạ, là 1 triệu 3. Dạ, 1 triệu 3. Thì thu nhập của mình, cái việc mai giá rồi nó ổn không chị? Em nói thì cũng như là từ ngày Nhật đi tới giờ em mất bên lắm. Dạ. Dạ, đi rồi với lại cái quán nó làm nè, vô đóng cửa rồi khách vô không được nữa. Dạ. Dạ, em tính dời ra ngoài nhưng mà chưa có chỗ dời, mắc quá em dời không nổi. Dạ. Chứ giờ ở trong đây đóng cửa rồi khách vô không được. Dạ. Dạ. Lâu lâu có khách quen á kêu mình ra mình lấy đồ. Dạ. Về làm xong mình đem ra mình giao. Dạ. Dạ. Nên mình ra trong này giờ nó khó làm ăn. Dạ. Với lại Nhật nó 40 ngày là nó phải đi 3 lần. Dạ. Thì thành ra em đi không em không có làm được gì hết. Dạ. Nói chung giờ có cha nó hỗ trợ chứ em đi suốt không có mặn được. Rồi cha bé là giờ làm gì chị? Giờ giả dép, mai nón, rồi sửa nón, rồi này kia gì đó, rồi với chạy xe ôm ở ngoài chỗ ngã ba, chỗ chú Ba Liên quá. Dạ. Dạ. Vì chạy gì thu nhập đỏ không, ngày kiếm được nhiêu chị? Nhầm bữa giờ cỡ này chạy cũng dở nè, mưa gió rồi tôm tép rồi dở quá, rồi chạy cũng dở nè, cho nên mướn mần thêm. Dạ. Chứ giờ ở đây mần dở quá. Dạ. Thì là thu nhập cũng không có đủ sống. Dạ. Mà còn giờ thêm bệnh nữa. Dạ. Dạ. Mình ở ngoài đi vô như vậy cái cửa gào ngang mình đã vô thăm mấy quận mình mới biết, còn dạ, như người ngoài vô đây ta dạ, thấy chẳng nó dắt ngang ta cũng là tới đó là hết rồi, chứ đâu có ai biết vô đây mà để mướn giá đồ hoặc khi mà cái gì dạ, đâu có vô được. Nãy mình vô đó là còn chẳng ai còn phải mở dối tay ra mở dạ, cửa rồi vô mới đi ra mới được, vô mới được. Dạ. Vì vậy đó thành ra nó rất là khó khăn cho kiểu gia đình chỗ của nhà Việt Anh đây, bởi vì mình cũng nói thật, bởi vì bệnh hoạn vậy đi tới lui tốn kém thời gian nó cũng quá lâu rồi, thành ra là kiệt sức rồi, thành ra giờ nếu mạnh thường quân nào mà có thấy dù còn có cái lòng hảo tâm để giúp cho bé thêm, để bé chị được dài dài cho nó khỏe hơn thôi, chứ giờ chú Ba cũng không biết
nó nói sao nữa, thành ra cũng mong cái trang của con á, con nữ á, để coi có mạnh thường quân ở trong và ngoài nước có thấy thương tình thì gửi giúp cho bé để chút đỉnh thêm tiền để trị bệnh cho bé được khỏe hơn vậy. Học hành của bé thì sao, chị học phí rồi thì sao? Học phí em chưa nghe nhà trường nói, nhưng mà ở bên huyện thì có hỗ trợ cho 1 triệu với 30 cuốn sổ, với bên trường Võ Thị Sáu hỗ trợ cho bộ sách. Là hồi lúc đi học tới giờ chưa đóng tiền trường? Dạ chưa đóng, mà em có đóng tiền bảo hiểm tai nạn 140 ngàn. Nhưng còn cái gì thì chưa nghe nhà trường nói. Vậy là từ lúc đi học tới giờ thì cái chi phí học cũng không có tốn gì. Chưa nghe nhà trường báo, chưa họp phụ huynh luôn. Chờ họp phụ huynh. Đây là cái chỗ mà để chị nhận đồ mai giá. Cái này người ta bận không vừa, cái ta nhờ mình sửa nha. Sửa một bộ đồ gì khoảng nhiêu tiền chị? Em sửa một cái 10 ngàn. Sửa một cái 10 ngàn. Sửa ăn cái 10 ngàn. Đây chị cũng có cái nghề mai giá, nhưng mà bây giờ là bé bệnh này, những khi tháng đi tới 4 lần. Lần đi có mấy ngày chị? Một lần đi có 3 ngày, 4 ngày, có khi 5 ngày, có khi cả tuần, có khi 15 ngày. Tùy theo chuyến đi của nó, nên chẳng không thể thì bác sĩ cho ở lại. Đi vậy rồi nhận đồ của người ta là sao mai được? Thì bởi vậy em đi, cái người ta điện thì khách điện thì nói thông cảm, đi bệnh viện gì đó rồi khách cũng thông cảm. Vậy khách người ta biết, người ta cũng ít gửi đồ nữa, tại gửi lâu. Gửi lâu quá rồi người ta cũng không chỉ còn khách mối thôi. Nó không vô được nữa, mất cái ngang đó, chặn ngang đó, rồi giờ vô không được, chết. Vô không được, ra không được. Phần đêm á là phải canh xe, canh tới 10 giờ. 10 giờ mới dẫn xe vô vô nhà được, rồi mới đi lo ngủ nghe rồi sáng thằng này đi học. Bữa nào cũng 10 giờ mới dẫn xe vô được. Có khách thì chiều đi về làm tối đâu có vô được. Đậu xe ở ngoài. Nói gửi lắm, nãy giờ ta nói hết rồi đó. Vậy tới con đó, con có muốn nói gì nói. Thì trước đây anh cũng có phối hợp cùng mấy chú với ông Linh đó, thì cũng có đến thăm cháu rồi. Hôm nay nghe cháu cũng định tái khám sau đó, cho nên anh cũng có đi cùng mấy chú thêm lần nữa để về lần này anh gửi cho gia đình 15 kg gạo. Với trong cái nhóm của anh có cho thêm cho cháu là 300. Rồi con của anh lòng nhiều ha, con gắng cố gắng. Dạ thì em cũng nghe cái thông tin từ chú Minh Tiến, chú Ba Hoàng vậy đó, nên là bữa nay em ghé qua thăm. Thì ở đây thì em cũng đang giữ một số tiền của Mạnh Thường Quân á. Tại vì giờ em cũng bệnh tật, em cũng đi tùm lum, em cũng không có nhận quyên góp của Mạnh Thường Quân nữa. Nhưng mà trước đó thì cũng có một số Mạnh Thường Quân gửi em thì cũng còn một số tiền ở đây á. Thì ở đây là có cô Đặng Thị Sen á, thì có gửi 203 đô, là gửi cũng lâu rồi cho trường hợp của cô chị á chú ba, nhưng mà mình liên lạc hoài không được. Thì con của bác thì cũng bữa có coi video của Linh thì cũng có liên lạc với Linh, thì nói là cho cái trường hợp khác cần cái số tiền đó hơn. Thì bữa nay con cũng xin phép là gia đình bác là sẽ chuyển cái số tiền đó cho bé Nhật Anh, để bé có cái chi phí đi tái khám tới cái lần tiếp theo ha. Và tổng cộng là 2.503.000. $203 của gia đình bác Đặng Thị Sen. Đây. 2.503.000. Rồi, gửi cho em để thay mặt gia đình bác gửi em có tiền để đi tái khám nha. Ở trong cái lần đó thì cũng có một cái khán giả không có tên có gửi cho tài khoản của Linh 200, thì Linh cũng xin phép là trích 200 này gửi lại cho bé luôn. Rồi đây. Còn cái số tiền còn lại này là của chị Tình Thương Mến Thương ở bên Mỹ, thì chị cũng có gửi cho Linh một số tiền thì cũng giúp rất là nhiều trường hợp. Ở đây thì Linh còn giữ 6.290.000, thì xin phép chị là trích 3 triệu ra gửi cho bé ha. Còn với số tiền còn lại thì lát nữa Linh với chú Minh Tiến, chú Ba Hoàng còn đi thăm một trường hợp nữa. Thì đây
thay mặt cô Tình Thương Minh Thương gửi cho em thêm 3 triệu ha, là mình cũng được 5 triệu để đi tái khám cho cái lần này. 2, 4, 6, 8, 503 ngàn. Rồi, đây 2 triệu. Rồi, đây là 3 triệu là của cô Tình Thương Mến Thương ở bên Mỹ. Rồi, em xin cảm ơn nó không có phản hồi cũng giúp cho con em đi tái khám. Dạ. Em xin cảm ơn. Dạ. Dạ, tại hoàn cảnh của bé thì cũng rất là đặc biệt ông và cô chú các bạn. Ví dụ như mình có nhà, có đất thì còn có người này người kia cho giao cho mượn. Còn đây là ở trọ, không có nhà, không có đất, không có gì hết. Nên là bệnh hoạn là gia đình cũng lo từ lâu rồi. Bây giờ thì không có còn khả năng vay mượn nữa. Thì hoàn cảnh của bé thì cũng rất là khó khăn. Nên là Linh mới ghé thăm lại một lần nữa. Thì cũng cảm ơn gia đình của bác Đặng Thị Sen. Cảm ơn chị Tình Thương Mến Thương. Mình cũng đã có gửi cho Linh một cái số tiền như vậy để Linh có thể là chia sẻ với bé trong cái lúc này. Tại vì nghe nói là bây giờ là không có còn tiền để đi tái khám cái lần sau nữa không cô chú các bạn. Thì hy vọng là với cái số tiền này thì cũng giúp mình được một phần nào để bé có thể đi tái khám được một hai lần gì đó. Bé thì hiện tại là cũng bệnh rất là nặng nhưng mà vẫn đi học bình thường không mà cô chú các bạn. Rồi con đi học vậy rồi vô lớp rồi con thấy mệt rồi, nhiều lúc con mệt rồi con học được không? Dạ học con uống thuốc vô thấy không đỡ cái bạn cháu không vậy. Dạ hả? Rồi con học vậy con có nhớ bài được không? Dạ nhớ thì nhớ chút chút. Vậy là cũng cố gắng ha. Dạ. Dù cho có bệnh nhưng mà cũng không có bỏ cái việc học. Bác sĩ không cho học nhưng mà nó cả nó đi học nó xin sổ, xin dần nó đi với em không? Bác sĩ không cho học kết hợp với gia đình là không cho đi học. Dạ. Nhưng mà nó cương cương quyết quá rồi để cho nó đi. Dạ. 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 Rồi cuối cùng ở bên huyện cho được 30 cuốn sách. Dạ. 30 cuốn tập với bộ sách. Dạ. Rồi đi với bên huyện hỗ trợ 1 triệu. Dạ. Thì tới nay em chưa nghe nhà trường nó đóng tiền gì cũng chưa học phụ huynh. Dạ. Dạ thì bé còn khả năng đi học thì cứ cho bé đi học. Chứ giờ bé ở nhà thì bé cũng nằm không, nhiều khi bệnh nó lại nặng thêm nữa. Dạ. Dạ. Bác sĩ thì khuyên không cho học tại sức khỏe không có đủ để đi học đó. Dạ. Bác sĩ nói vậy nhưng mà nó không chịu rồi thôi em để cho nó đi. Dạ. Dạ vậy thôi, nãy giờ em ghé qua thì em cũng tìm hiểu cái hoàn cảnh của bé vậy đó. Giờ em cũng xin phép em, chú Minh Tiến, chú Bảo Hoàng với anh Khắc Điệp đi thăm trường học còn lại nữa. Vậy chúc cho bé đi tái khám thuận lợi bình an ha. Rồi, em cảm ơn. Dạ. Rồi. Dạ. Trường hợp của bé là bị bệnh thận, là năm 2018 là mình đã mổ hết một cái. Rồi tới năm nào mổ thêm cái nữa chị? 21. Dạ. Giờ là hiện tại là bé đã mổ hết hai quả thận luôn. Dạ, rồi bây giờ là nó mới biến chứng ra tùm lum bệnh. Dạ, nó biến chứng nhiều bệnh. Dạ. Giờ cái đại tràng của nó bị cứng, nhưng mà nếu mà cho ăn không đủ lại thì chắc có thể mổ lại nữa. Mổ cái đại tràng cái nữa. Dạ. Bây giờ năm kỳ này đi chở nhập viện em gai lại đồ này kia rồi mới kết thúc được. Dạ. Dạ, hy vọng lần này đi suôn sẻ. Em cũng cầu mong vậy. Dạ. Rồi con cố gắng học ha. Nếu mà cảm thấy học còn nổi thì mình cứ việc đi học. Dạ. Tại vì bây giờ đi học cũng không có tốn chi phí nhiều. Chứ giờ ở nhà nằm trong cái góc trọ nhỏ này vui hơn nhiều. Bệnh nặng thêm đó. Dạ vậy thôi em từ giã gia đình. Bye bye em. Dạ. Rồi thôi chúc con mau khỏe nha. Dạ. Vậy thôi xin cứu luôn. Rồi. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, hiện tại thì Linh, chú Bao Hoàng, anh Khắc Điệp đang có mặt tại khóm 2 phường 1. Thì hôm nay thì trường hợp thứ hai mà Linh với chú Minh Tiến, chú Bao Hoàng, anh Khắc Điệp sẽ ghé thăm là trường hợp của anh Khoa. Nghe nói là anh bị dị tật bẩm sinh ông bà cô chú các bạn. Thì bây giờ là xin mời ông bà cô chú cùng Linh, chú Minh Tiến, chú Bao Hoàng, anh Khắc Điệp mình vào trong mình tìm hiểu trường hợp của bé. Giờ mình đi vô con hẻm. Cười cái uy tín rồi. Đó, cười đến uy tín đấy không? Dạ đây là trường hợp của Khoa. Ủa?
nhà trọ mà hôm nay muốn cái nhà của nó chứ đâu phải phòng. Đây là chỗ mà gia đình thuê trọ ở đây. Thì ở đây là chỉ sống có hai cha con. Một là anh Khoa với hai là cha. Muốn nguyên căn luôn phải không? Cũ của người ta không biết. Như vậy là một tháng bao nhiêu? Muốn cả chục năm rồi. Tháng 1,2 triệu. Được rồi nha. Muốn chỗ này cũng rộng rãi mà có 1,2 triệu. Rẻ hơn 1,3 triệu ở dưới nữa. Dạ. Giá chết mà. Dạ. Tự đừng quậy. Dạ, à, thấy người lại mừng á không? Dạ, anh Khoa năm nay bao nhiêu tuổi hả ông? Năm 90. Dạ, 90 là cũng gần 30 rồi. 32 tuổi. Dạ. Là cái này là bị bẩn sinh từ nhỏ luôn hay sao ông? Rồi mình có chữa chạy gì không? Chữa dữ lắm á, chữa lớn Sài Gòn. Ở chợ lâu lắm rồi, bắt đầu mới về đây, mới 10 năm nay à. Dạ. Chợ nặng để chữa cho nó rồi mới đi làm. Dạ. Đi làm rồi cái lo chữa cho nó, không chữa không được. Dạ. Bệnh này là phát hiện từ nhỏ hay sao không? Dạ. Ngồi anh ngồi đây đi. Anh năm nay nhiêu rồi? Dạ, 71. Dạ. Tuổi thìn. Chú 71 tuổi rồi, giờ rồi hai cha con vậy chú sống bằng nghề gì chú? Ở lúc trước thì chú sửa xe. Dạ. Sửa xe, làm xe mới lại cho người ta đó. Dạ. Cũng làm đủ nghề lắm. Người dạ. Đóng tiền nhà. Có khi nào nó té không? Đỡ được. Dạ. Nhưng mà chỉ một năm nay là chú không có làm được nữa. Dạ. Cái xương sống nó bị đỡ quá, nhiều quá, giờ ngồi không được. Dạ. Ngồi chừng 2-3 phút là bắt đầu nó chịu không ngồi. Dạ. Có được không? Cho nên một năm nay là không có sửa. Dạ. Là giờ chú cũng lớn tuổi mà thêm bệnh xương sống. Về bệnh xương sống của chú chỉ có chị không chú? Dễ bệnh. Chú thuốc uống giảm đau thôi chứ đâu có chuyện gì được đâu. Dạ. Bị thâu quá cuộc sống. Dạ. Mắt xương 5, thứ 6. Dạ, dạ, dạ. Nhìn tới đây. Người anh là bệnh vậy có thuốc thang gì không chú? Chú chưa giữ nó có bảo hiểm nào. Mình làm ăn mua thuốc ở ngoài tiệm cho nó uống. Chứ còn nếu mà nó có bảo hiểm nhưng mà đem vô bệnh viện mình chú đang không được. Dạ. Em phải có xe lớn mới đem được. Dạ, không có ai nuôi phụ nữa hả? Không phải là không có ai nuôi nó đi. Dạ. Mình nó chỉ nằm không. Dạ. Để chỉ mở là đèn thiệt nha. Dạ. Bây giờ vậy là chỉ có nằm một chỗ thôi hả chú? Rồi vệ sinh đồ là ông phụ hết. Mình lo hết 100% luôn. Dạ. Phải xây. Dạ. Cô bỏ vô tối trên tối xây cho nó nát. Bẩn nó thì mới nóng rồi nó còn tối quá chút xíu. Đi làm lại. Dạ. Ăn là cũng phải xay cháo rồi đúng. Xay cháo làm cơm với bột vậy đó. Dạ. Chứ còn nếu mà để ăn mà nó có mấy hộp cơm mà còn nửa hộp nữa thì nó hết cái bị sạch vô cuốn phổi hơn một lần rồi. Dạ. Cách đây một năm mấy là viện thang máy về mổ rồi để lấy cái gì ra dạ. Cuốn phổi đó. Dạ. Là nếu mà để ăn cơm hộp là bị sạch không ăn được. Chỉ có xay ra ăn thôi. Chỉ có xay nát rồi mới được. Dạ, vậy cực cho ông đó hơn, có mình. Rồi đái, dễ thì... Đúng là chưa gọn không rồi. Mỗi lần nó mắc tiểu thì mình thấy nó gọn gọn, mình biết á. Hứng hoặc là không xạ đại. Chứ nuôi lâu ngày, lâu năm mà thành ra thấy cái cửa trứng thì mình biết ha. Ngày mai đi anh bỏ nó nhà nó cà trò gì chắc có khi nó té xuống quá. Không dám bỏ đi đâu, đi chút gì thôi. Dạ. Dám đi nhiều, đi mà thì... Người đâu mà nói gì lai lịch rồi cơ. Dạ. Hồi trước rồi vợ chồng sao rồi có con đứa nào nữa không hay là chỉ hai cha con như thế này? Cha con rồi mẹ nó sinh ra nó được 5-6 tuổi gì đó, mẹ nó thấy không có tương lai đó rồi mẹ nó bỏ. Rồi nặt đi luôn chuyện, cái đi luôn, đi mất tiêu. Bỏ anh luôn. Mấy chục năm luôn, không biết luôn ở đâu nữa. Trời ơi. Mình cũng đâu lo giữ nó, đâu bắt đi kiếm làm gì, bởi vì người ta đi rồi kiếm. Sao như mình ta bỏ ta đi rồi còn kiếm gì nữa. Dạ. Rồi lúc trước ở Sài Gòn thì tôi vừa chuyển đụng với nó, mình vừa mướn một anh kia, anh cũng người đàn ông chăm sóc cho nó.
Tôi mới đi mua ba cái phế liệu của công ty á, mình về mình bán ra mua vô á, mình vừa đóng tiền vừa ăn luôn, thoải mái lắm. Vô đầu phế phẩm rõ thời gian cái làm hơn cái bắt đầu mới về cái này. Cái gốc của nó có dòng họ gì không? Có dòng họ gì không? Toàn là khổ. Ở Cà Mau này hay là Cà Mau cái ruộng có đủ rồi là không có ai mà đỡ cho anh được hết. Nói chung là khổ đó. Chắc báo anh như thế này nè. Nói chung em thì nhận được cái thông tin từ chỗ chú Nguyễn Thanh Mãi. Chú Mãi này là em biết là chú chạy xe cho bệnh viện nước đó. Phải lo chú Mãi cho biết là cái hoàn cảnh của anh. Nhưng mà nói thật là cũng lâu lắm rồi. Chắc là khoảng 2 tháng rồi đó. Em nhận cái thông tin này nè. Em đi không được cho nên cũng dai ướt lắm. Tranh thủ chuyến này có cô Cẩm Linh, trang thù nữ Cà Mau. Nói thật lòng là tụi em cũng làm cầu nối thôi. Chứ tụi em cũng không có tiền đạo gì hết trơn á. Nó thì cổ bệnh cho nên là nó ngơi đi một thời gian cũng lâu lâu. Còn hôm nay có cái dịp là đến thăm. Để hôm nay mới để được sống. Cho nên chứ còn cũng không biết. Lúc trước mà mình còn khỏe làm được, nói chung là làm một mấy năm trước á, sửa xe cũng đỡ lắm, sống khỏe luôn, về nhà sẽ đỡ. Cái là ông anh Tư Khanh bên đây, rồi dìm tới dìm đuôi thì trước ông nói thôi giờ ông cứ ở đi. Rồi mỗi tháng ông cứ đưa cho con như cái gì đó, là cứ ở hoài đi. Sau này nếu mình chừng nào trả lời thì ông mới đập. Lập ông là đưa cho mấy cháu nội, nhưng mà cháu nội nhỏ nhỏ nhỏ. Bây giờ cứ ở được. Cứ ở. Cứ về sửa lại rồi cái ở. Lúc trước cái phòng này nó trống rồi mới hai cha con ở xa không à. Cái này mới cho một cái đứa cháu cũng quen á. Cái năm đi xa. Nó ở nó đi làm tiếp thì nhà với mình tháng tiếp 500 thì đỡ quá. Bây giờ nó đi Bình Dương rồi giờ nó bỏ ở đây rồi. Giữ trận luôn. Dạ ông ơi, thì bữa nay là con với chú Minh Tiến, chú Bà Hoàng với anh Khắc Điệp là từ ở dưới huyện lên á, thì cũng qua dạ cái anh chạy xe cứu thương đó, anh nói anh thấy trường hợp của anh ở nhà nè, thấy rất là tội nghiệp nên là cũng có nói với chú Minh Tiến, chú Bà Hoàng. Thì bữa nay là con với chú Minh Tiến, chú Bà Hoàng, anh Khắc Điệp đều ghé qua thăm và tìm hiểu hoàn cảnh. Thì thấy anh ở đây thì cũng bệnh vậy đó. Dạ, thì ở đây là con cũng được một số mạnh thường quân á, có gửi cho một ít tiền. Thì hồi nãy cũng đi thăm một trường hợp. Ở đây là còn lại là 3 triệu 290 ngàn của chị Tình Thương Mến Hương. Thì con cũng xin thay mặt chị gửi giúp cho anh. Thứ nhất là lo ăn uống, với phụ cho ông là lo thuốc thang với ăn uống trong gia đình. Thì hoàn cảnh của ông, nãy giờ ông bà cô chú mình cũng nghe ông chia sẻ rồi đó. Một mình nuôi con. Nhìn ông trẻ vậy thôi, nhưng mà ông năm nay 70 mấy tuổi rồi, cũng bệnh về đốt sống. Hồi trước thì còn sửa xe, làm được làm này kia. Nhưng mà mấy năm nay thì tuổi càng ngày càng lớn nên là không có sức khỏe. Dạ, vậy con xin thay mặt chị Tình Thương Mến Thương là gửi cái số tiền của chị để tên. Dạ, chị có biệt danh là Tình Thương Mến Thương, chị ở Mỹ. Dạ, chị nói là con cứ cầm tiền, thấy ai khó khăn thì giúp đỡ giùm chị. Thì ở đây là hồi nãy có đi giúp một trường hợp rồi, còn lại số tiền là 3 triệu 290 ngàn. Thì con xin gửi lại cho ông để lo cho anh. Dạ, với một phần thuốc thang cho ông nữa. Mình cứ lo chị cái đốt sống, chứ đốt sống không ngồi được cũng nguy hiểm. Dạ, cái này là 1 triệu. Dạ, 2 triệu. Dạ, 3 triệu. 290 ngàn, con làm tròn lên 300. Dạ. Dạ, còn phần này thì con gửi thêm cho mình 500 ngàn để phụ cho ông tiền gạo thóc trong gia đình ha. Dạ. Dạ, dạ, cái này là con cũng gửi giúp cho gia đình mình. Bây giờ vậy nè, cho chú gửi lời cảm ơn cô dì quên nè. Dạ, chị có biệt danh tên Tình Thương Mến Thương. Dạ. Biệt danh là Tình Thương Mến Thương, dạ. Mỹ ha. Dạ. Rất cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô rất nhiều là cô dì giúp đỡ cho hai cha con. Dạ. Giữ được sống được mấy tháng. Dạ. Vì nói chung là rất cảm ơn.
nữa là rất cảm ơn anh đổ đường lên đây để thăm, rồi cảm ơn em, dạ. Cảm ơn cháu, dạ. Với nữa là cảm ơn cả luôn đi, dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ, cái này cũng của ích lòng nhiều, chia sẻ với ông trong cái khó khăn thôi, chứ ông cũng nuôi anh mấy chục năm qua là cũng rất là nhiều khó khăn rồi. Nói được. Dạ, ông bà cô chú các bạn ơi, thì hôm qua là Linh cũng thay mặt quý Mạnh Thường Quân với khán giả ghé thăm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là của bé Nhật Anh, trường hợp thứ hai là của anh Khoa. Thì hai trường hợp, mỗi trường hợp thì một hoàn cảnh khác nhau. Bé Nhật Anh thì bé còn nhỏ nhưng mà mang trong người rất là nhiều bệnh tật. Còn trường hợp của anh Khoa là anh bị bẩm sinh từ nhỏ tới lớn như vậy rồi. Nhưng mà bây giờ thì cũng chỉ có một mình ba của anh cũng lớn tuổi rồi chăm sóc anh. Thì bây giờ là tuổi già cũng rất là khó khăn. Thì cũng giống như là trước đó là Linh cũng đã thông báo với quý ông bà cô chú Mạnh Thường Quân gần xa là Linh không có nhận đóng góp các khoản từ thiện nữa. Nhưng mà tại vì do là còn những cái khoản đóng góp trước đó đó, thì hôm qua là Linh cũng thay mặt quý Mạnh Thường Quân trao hết cho hai trường hợp. Thì Linh cũng gửi lời cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân, ông bà cô chú, các bạn gần xa mình đã đồng hành cùng Linh trong 2 năm qua, giúp cũng được rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Thì thật sự đối với Linh là những hoàn cảnh nào thật sự khó khăn cần giúp đỡ thì Linh mới tới giúp, chứ không phải là vì mà Linh muốn quay video để Linh tới giúp một trường hợp nào đó hết. Thì ở đây thì ông bà cô chú mình cũng thấy là mỗi trường hợp Linh đến nó đều có những cái khó khăn riêng. Linh không chỉ xét về khó khăn của nguyên cá nhân hoàn cảnh đó, mà mình còn phải xét về là cái hoàn cảnh đó ngoài họ ra thì họ còn có được ai có thể hỗ trợ trợ giúp nó không. Trừ những trường hợp mà ví dụ như có những người họ có bệnh tật nhưng mà cũng còn anh em cha mẹ có thể lo được, thì những trường hợp đó là Linh cũng không có vận động nên là nhiều khi cũng có nhiều người người ta ghét, người ta không có thích mình, thì nên là cũng có một số thành phần họ sẽ vô họ kiếm chuyện với mình, họ nói này nói kia. Không phải là vì những lời nói đó mà Linh kết thúc cái chương trình thiện nguyện, thì bây giờ là tại vì Linh cũng bị bệnh, đi lại cũng khó khăn nên là Linh cũng không có thể mà thay mặt quý Mạnh Thường Quân đi nữa. Nên là tại vì do lý do sức khỏe nên là Linh không có nhận đóng góp. Nhưng mà nếu như mà Linh có khả năng, trường hợp nào cần Linh giúp đỡ, Linh có thể giúp được thì Linh vẫn giúp. Thì đối với riêng hai trường hợp ngày hôm nay mà Linh ghé thăm ông bà cô chú mình có nhu cầu, mình muốn giúp đỡ hai trường hợp này, thì Linh sẽ cho thông tin liên hệ của gia đình để mình liên hệ trực tiếp để giúp cho hai hoàn cảnh này luôn ha ông bà cô chú các bạn. Rồi bây giờ thì Linh cũng xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây. Linh cũng cảm ơn chú Minh Tiến, cảm ơn chú Ba Hoàng, cũng cảm ơn hết tất cả quý Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng Linh. Thì hai chú là tại vì do là hai chú hoạt động ở địa phương rất là nhiều năm nên là chú biết những cái hoàn cảnh nào thật sự khó khăn. Nên là Linh cùng với hai chú, rồi nhiều khi cũng có đi với anh Khắc Điệp, thì đó cũng là những người có những cái tấm lòng muốn tương trợ giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Thì Linh cũng cảm ơn rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ thì Linh cũng xin phép là sẽ kết thúc cái video ha. Tại vì hôm qua thì về tới đây từ thành phố về tới nhà Linh thì nó cũng hơi tối ông bà cô chú, nên là Linh không có kết thúc video được. Rồi hẹn gặp lại quý ông bà cô chú ở những cái video tiếp theo nha. Linh nếu mà ông bà cô chú nào mà mình có nhu cầu giúp đỡ hai hoàn cảnh của ngày hôm nay thì mình cứ liên hệ với Linh. Linh sẽ cho mình số điện thoại liên hệ với gia đình của hai trường hợp để mình trực tiếp làm việc luôn ha, không thông qua Linh nữa. Rồi bây giờ thì Linh cảm ơn quý ông bà cô chú Mạnh Thường Quân, quý vị khán giả mình xem cái video tới đây nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn.